Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Real Madrid và câu lạc bộ AC Milan. Đây là trận đấu giao hữu trước thềm mùa giải mới của hai đội và sẽ được diễn ra vào lúc 9 giờ sáng ngày 24 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Và theo đánh giá của trang 868 VIP đưa ra ở trận đấu này thì các cầu thủ Real Madrid sẽ là những người được đánh giá cửa trên và sẽ chấp AC Milan với mức kèo là 0,25, mức kèo hơi hạ xuống còn là kèo đồng và tăng 0,5. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,75, 3 trái và 2,5, tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là các bạn đang cần tìm kiếm một trang uy tín và chất lượng, đặc biệt là trả thưởng mau lẹ để các bạn có thể là chơi giải trí những môn thể thao, thì các bạn nên đến với 868 VIP nha. Đến đây thì các bạn sẽ được tặng ngay 100% ở lần nạp đầu tiên, và ngoài ra thì các bạn sẽ được hoàn trả đến 1.25%. Chi tiết của trang thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này nha. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả để cập nhật thêm. Đặc biệt là cái trang này nó có cái giao diện để chúng ta rất là dễ sử dụng. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu rồi nha. 5 lần đối đầu gần nhất của Real và Milan thì Real thắng 3, hòa 1 và thua 1 trước Milan. 5 trận thi đấu gần nhất của Real thì Real thắng 2, hòa 1 và thua 2. 5 trận thi đấu gần nhất của Milan thì Milan thắng 4 và thua 1. Và ở lần chạm trán này với cái mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì mình sẽ chọn AC Milan được chấp 0,25 hoặc là kèo đồng nha. Vì sao? Mặc dù lần gặp lại Real ở trận đấu này thì Milan vẫn như ngày nào, một lần nữa bị đánh giá cửa dưới. Tuy nhiên thì nếu mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại so với Real thì AC Milan họ cũng không phải gọi là đối thủ hoàn toàn quá yếu đâu. Trận đấu này Milan tiếp tục sẽ có được đầy đủ lực lượng tốt nhất để chạm trán với Real. Thứ hai nữa thì trận đấu này AC Milan được chấp. Nếu như mà hai đội kết thúc với một tỷ số hòa thì chúng ta chọn Milan, chúng ta cũng vẫn từ quê kèo đến thắng là nửa kèo mà thôi. Và thứ ba nữa thì trong bóng đá thì nó cũng chưa đến rất nhiều điều khi mà 90 phút chưa thúc, không phải lúc nào cửa dưới thì phải nhận thất bại đâu. Trận đấu này chỉ là trận đấu mang tính chất giao hữu mà thôi, cho nên là Milan họ cũng sẽ không bị đè nặng về vấn đề thành tích, cho nên là họ sẽ thi đấu với tinh thần thoải mái rất nhiều. Và ở thời điểm hiện tại thì Milan đang đạt phong độ tốt và hiệu suất cơ bản ổn định, thì có thể là trận đấu này Milan mới là những người giành chiến thắng thì sao. Cho trận đấu này bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn AC Milan được chấp nha. Với phong độ đang ổn định và cái đội hình đang chơi tốt thời gian này thì mình nghĩ là ít nhất trận đấu này Milan họ sẽ có được trận hòa trước Real. Chỉ cần như vậy thôi thì chúng ta chọn Milan, chúng ta cũng đã thắng kèo rồi. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,75, 3 trái và 2,5. Thì những lần mà gặp nhau trước đây của hai đội ấy, thì đa phần là cũng có từ 3 hoặc 4 bàn trở lên nhiều. Với lại thời điểm hiện tại thì hai đội vẫn đang có hiệu suất cơ bản tốt và trận đấu giao hữu, cho nên là thi đấu trên một sân trung lập nữa, hai đội sẽ chủ yếu là thi đấu cống hiến. Cho nên mình nghĩ trận cầu này sẽ là trận cầu hấp dẫn với nhiều thắng ghi. Dự đoán sẽ là hòa 2 đều hoặc 3-2 nghiêng về cho AC Milan. Và nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo tài ở lần chạm trán này nha. Còn nếu trận đấu này mà các bạn không tin tưởng vào Milan thì các bạn ưu tiên chọn kèo tài không được. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo là kèo đồng và tài xỉu là một trái. Thì do đó hiệp 1 với mọi thứ đều tốt thì Milan họ cũng sẽ không thua Real ở hiệp 1 đâu. Thậm chí là hiệp 1 Milan mới là những người có bàn như trước. Hiệp 1 các bạn chọn Milan kèo đồng nha, hoặc lựa kèo phụ được chấp đá thẳng tài một hiệp 1 luôn cũng được. Tất cả trận đấu chốt kèo là chọn Milan và tài ai một cũng vậy. Chúc anh em may mắn nha.